À, xin chào toàn thể anh chị em mình đã có mặt trong buổi live stream ngày hôm nay nhá. Hôm nay thì em Sơn live stream trực tiếp để cho anh em mình cùng thưởng thức những cái nét tinh hoa của những người thợ tại trực tiếp tại tại xưởng. Và hiện tại đây thì bên Mạnh Sơn đang triển khai một cái mẫu thần tài ngồi rất là tỉ mỉ và sắc nét, trực tiếp là bắt mẫu qua gọi là qua điện thoại luôn chứ không phải là gì cả. Thì nói chung là làm cái hàng mà nó cân kiện như này là rất là khó, cho nên là người thợ phải vô cùng là tập trung. Thì đây em Sơn cũng gọi là quay một chút thôi để anh em mình có thể thưởng lãm những cái quãng hoàn thành của tác phẩm. Thì đây là một tác phẩm được làm tác phẩm thần tài, được làm trên chất liệu là gỗ vương mộc tử đàn. Cái hàng này thì làm thì rất là tỉ mỉ, hàng này còn làm lên các cái chi tiết hoa văn chặt gấm nữa thì nó sẽ rất là nét. Đó, thì cả nhà cùng chiêm ngưỡng nhá. Nếu anh em nào mà thấy thú vị có thể comment một cái điều gì đó nhá, để em Sơn có thể chào hỏi anh chị em gái nhá. Rồi, em chào có thể gần 73 lần trong sàn nhá. Em chào anh Thanh Trọng Nguyễn nhá, chào anh Tí Muối, chào anh Nguyễn Hoàng, chào anh Phạm Quốc Phương nhá. Vâng, anh Sơn em mới về rồi. Ok, thì chào anh Minh Tâm. Đây, mọi người có thể thấy rằng là sẽ làm những tác phẩm thần tài này đấy. Thực ra thì có rất nhiều anh em thích trưng bày cụ thần tài ở trong nhà, bởi vì nói gì nói để thần tài với để di lặc ở trong nhà thì nó vẫn một cái gì đấy mang lại một cái điều may mắn cũng như là những cái tài lộc đến với lại gia đình nhà mình, cho nên là ai cũng thích thôi. Cho nên là em lại làm trên cái gỗ quý này, một trong những dòng gỗ rất là tâm linh và có giá trị. Hơn nữa thì làm lên cái tông màu này nó rất là huyền bí nữa, thì anh em mình để ở trong nhà nó rất sang trọng và rất là giá trị về lâu về dài. Đúng là những cái sản phẩm mà hàng thủ công mà lại còn làm liền đặc nha anh em nhá, thì nó rất là có giá trị nên các bác chơi nó cũng yên tâm. Thì những mặt hàng này là những mặt hàng rất là cao cấp nên em cũng sẽ làm rất là cẩn thận, nên là nó sẽ không nhanh được anh em ạ. Thời gian làm cũng cả vài tháng giờ chứ không thể làm một sớm một chiều có thể xong ngay được. Thì anh em có điều gì đó comment ở dưới nhá. Em chào anh Hoàng Dũng Đinh nhá, chào anh Thuận nhá, chào anh Vũ nhá, chào anh Giáp nhá, chào anh Huy nhá. Em chào toàn thể anh em mình đang có mặt trong live stream nhá. Thì đây là cái quá trình anh em đang triển khai. Thì đây tiếp tục đây thì như anh em cũng đang triển khai những bức thần trà đây bằng gỗ tử đàn này, hay là đây này, hay đây là những cái bộ thập bát La Hán này. Đấy, thì cũng được làm bằng gỗ chắc, thì cái này đang triển khai để hoàn thiện đó các bác ạ. Bộ thập bát La Hán này là cao khoảng 30 phân anh em mình nhá, cao khoảng 30 phân. Đấy, còn đây là bức thần trà cũng được làm bằng gỗ tử đàn rất là đẹp. Đấy, và đây anh em cũng đang triển khai làm bộ thập bát La Hán này, từng bức một làm rất là lâu. Hàng này nó là hàng chạy bằng cơm anh em ạ, gọi là chạy bằng cơm. Lâu lắm, 18 bức cơ mà các bác ơi, 18 bức cơ mà, nên là rất là lâu. Đây này, thì lấy những cái bộ anh em đặt thì sẽ có những cái bộ đấy, em nào này bộ nhỏ nhỏ này thôi, bộ 30, 32 phân như này thôi, hoặc là 35, 40 phân, tùy anh em. Đấy, chắc đặt liền hết 18 bức. Thì một bộ này anh em mình kê ở các cái ô thoáng nhà mình ấy thì nó rất là đẹp. Đấy, nó vừa nhỏ gọn mà giá thành nó cũng hợp lý. Còn nếu bộ to thì em nói anh em mình là cả vài trăm triệu thì không phải ai cũng đủ điều kiện để mà chơi, hoặc là không có không gian để trưng bày, đúng không ạ? Nhưng mà bộ vừa tầm như này là giá thành nó rất là hợp lý anh em ơi. Giá thành rất là hợp lý. Đấy, cả gần 20 bức. Đấy, mà giá thành cực kỳ hợp lý thôi. Mà đục lét nha anh em nhá, hàng này đặc kịt luôn. Đấy. À, làm bộ 108 vị La Hán à? 108 đi, thật sự anh em là ngại lắm ạ. Vì nói thật các bác là bây giờ hàng các bác cứ dục hàng ngày như thế mà bây giờ làm 108 vị thì lâu lắm, chậm hết tiến độ anh em khác lên là em thì chưa dám làm cái đấy. 108 ông 45. Vợ con chuyện đói hết. Cho anh chơi một bộ em ơi à? Ok anh Phương ơi, để em sẽ chuyển cho anh một bộ nhá. Chuyển bộ vừa vừa tầm nhá, sao anh có gì để em nhắn tin cho anh Phương. Để giá gọi là hữu nghị nhất cho anh, để anh về trưng bày, gọi là kỷ niệm anh một bộ. Nha, anh em nào thiện chí thì có thể inbox cho em Sơn có thể thiết kế anh em mình những cái bộ thập bát La Hán mà vừa kỹ nhất mà lại giá thành hợp lý nhất luôn, tại xưởng luôn anh em mình nhá. Ok, thì em Sơn truyền thần luôn là chào anh Bùi Minh Tuấn nhá. Chỉ nói thật các bác là bây giờ nói gì nói, khi mà thợ tay nghề đã là có trình độ rồi, tay nghề tốt rồi thì bắt ảnh là ok rồi. Chứ còn bây giờ mẫu sống thì nó dễ hơn. Nói gì nói mẫu sống ở ngoài ấy thì nó dễ theo kiểu ở ngoài, nhưng mà nó cũng có cái khó của nó.
Còn bắt ảnh thì nó cũng có cái dễ của ảnh, nhưng mà nó cũng là khó. Bởi vì nếu như mình mà tay nghề mà không tốt mà bắt ảnh thì nó không có cái chiều 3D được, nó không có chiều nghiêng, không có chiều các chiều, thì mình làm lên, tưởng tượng lên thì nó đôi khi nó chỉ được cái mặt phẳng thôi, nó không có cái chiều sâu. Đấy, khi anh em ngắm thực tế ở ngoài thì nó sẽ không được đẹp. Đấy, còn nếu như mà tay nghề tốt rồi thì có thể bắt ảnh trực tiếp được, thì nó làm nó vẫn lên được đẹp bình thường anh em mình nhá. Thì có một số anh em nhắn thế mà. Chào anh Trần Nhật Quang nhá. 108 vị anh hùng nơi sân bạc à? Cái đấy làm lâu lắm. Làm ngũ hổ tướng của Tam Quốc đi em á. Ngũ hổ tướng thì cũng được ạ, nhưng mà ít anh em đặt cái đó, nên là nhiều khi là em cũng ít khi làm. Thường thì mình chỉ làm một vài vị tướng thôi, ví dụ như là Quan Công và Triệu Tử Long là chính thôi. Đấy, còn các nhân vật kia thì ít làm hơn. Đấy, còn một số anh em thì thích Khổng Minh, một số anh em thì thích Lưu Bị, một số anh em thì thích Tào Tháo, một số anh em thì thích Tư Mã Ý. Thế cái này là sở thích cá nhân của mỗi người. Bởi mỗi người thì lại theo một cái hình tượng khác nhau, mỗi người lại thích một cái ý nghĩa của một hình tượng khác nhau, nên là cái này em làm sẽ đơn đặt hàng. Đấy, tùy anh em, nếu mà thích là mẫu mã gì anh em có thể liên hệ với em Sơn để có thể thiết kế cho anh em mình những cái mẫu mã đặc sắc, hàng thủ công bằng tay. Thực ra những mặt hàng như này bên em hoàn toàn có thể chạy bằng máy, nhưng mà chạy bằng máy thì nó sẽ không có sự độc đáo cho anh em mình chơi, và nó mất đi cái gì đó của người thợ, người ta truyền thần vào đây. Cho nên là em muốn là nó phải làm bằng tay như thế này. Đấy, đây là anh em mà trực tiếp là làm bằng tay tại xưởng luôn, để anh em mình thấy rằng là cái quá trình làm nó như thế nào. Đấy, những mặt hàng này hoàn toàn có thể chạy bằng máy nhá. Và bên Trung Quốc họ cũng đang sử dụng máy để họ chạy. Chia sẻ với anh em mình là như thế. Bên Trung Quốc họ cũng đang sử dụng máy để họ chạy ra những tác phẩm như này bằng máy. Nhưng mà bên Việt Nam thì em muốn là làm thủ công toàn bộ bằng tay hết, để cho anh em nào mà chơi hàng cao cấp thì cũng thích là cái sự độc đáo bằng tay. Bằng tay thì nó sẽ không chuẩn bằng máy anh em ạ. Nó sẽ có cái nó mềm mại, có cái nó cứng nhắc, có những cái thì nó có một cái độ lệch lạc riêng. Nhưng mà nói chung là bằng tay thì nó sẽ mang đến cho anh em mình một cái sự độc đáo riêng cho từng cá nhân anh em mình một. Thì cái đó là cái rất là hay, và nhiều anh em thích như vậy hơn. Ngũ hổ tướng 40 chắc đỏ đen bao nhiêu ạ? Nói thật với anh là ngũ hổ tướng bây giờ làm mà cao 40 thì chắc là hơi khoai anh ạ. Làm to to tí thì bỏ công làm anh ạ, nhưng còn nhỏ quá nhiều khi anh em ngại. Anh gửi hình ông bà em đục được không? Được chứ anh ơi, đảm bảo giống như anh đến 85-90%. Nếu mà qua hình ảnh anh hiệp phò mã nhá, cứ đảm bảo cho anh là từ 85-90% là anh yên tâm. Đấy, còn 75% đổ xuống thì yên tâm là em sẽ không lấy tiền. Được 85-90% thì em lấy tiền của các bác. Còn nếu mà không giống được cầm đấy, tầng từng đấy thì không lấy tiền. Được không anh em? Đấy là cái với những mặt hàng truyền thần. Với những mặt hàng truyền thần thì cách làm của em khác. Với những mặt hàng truyền thần thì em sẽ đắp đất trước anh em mình nhá. Em sẽ đắp đất. Và nếu anh em ngắm qua cái phôi đất ý, mà đạt được khoảng 85-90% rồi thì em bắt đầu triển khai ra bằng gỗ. Nếu anh em thấy mà đẹp ưng ý rồi thì em mới triển khai bằng gỗ. Còn không có thì em sẽ chỉnh sửa trên cái phôi đất đấy để cho anh em yên tâm. Đấy là các cách thức em làm hàng truyền thần anh em mình nhá. Em chào anh Hưng nhá, chào toàn thể anh em nhá. Triệu Tử Long gỗ hương cao 60 khoảng bao tiền ạ? Triệu Tử Long mà 60 gỗ hương thì khoảng vài triệu thôi, 4 triệu mấy, 5 triệu thôi, không giá hợp lý lắm. Nhớ anh Lê Đạt nhá, nếu anh thích thì nhắn tin luôn cho shop nhá, để shop có thể gửi mẫu mã cho anh luôn. Đấy là những mẫu em triển khai sẵn rồi anh Lê Đạt ạ. Còn nếu mà Triệu Tử Long anh muốn cái mẫu riêng ấy mà bây giờ mà phác họa từ đầu ấy thì nó phải 10-20 triệu. Dạ vâng ạ. Thế chia sẻ với các bác là như thế. Những cái mẫu anh em làm rồi, anh em triển khai rồi thì trong đầu anh em đã có cái tư duy sẵn rồi thì làm nó sẽ dễ hơn, nhanh hơn, nó không phải suy nghĩ nữa. Còn nếu cái mẫu mà đặc biệt hơn thì anh em vừa phải bắt ảnh vừa phải suy nghĩ thì số tiền nó sẽ gấp khoảng 4-5 lần. Thì các bác phải lưu ý là như thế. Ok, chào các bác nhá. Em xin phép kết thúc livestream tại đây và hẹn anh em mình vào 8 giờ tối ngày hôm nay. Em Sơn sẽ lên sóng để phục vụ anh em mình nhá.